Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Trưa ngày hôm nay, Giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá mít Thái, giá mít Indo để cô chú, các anh chị và các bạn có thông tin giá cả để cập nhật và tham khảo. Hôm nay thứ 6, 26 tháng 1 năm 2024. Tình hình giá mít Indo ruột đỏ và giá mít Thái buổi trưa ngày hôm nay. Chúc mừng cô chú, các anh chị, nhà vườn còn mít và sắp thu hoạch, bởi giá mít hiện nay đang tăng và có đà tăng hơn nữa. Đây là tín hiệu rất tốt, bởi mít ở nhà vườn còn rất ít. Với tình hình giá này, khả năng bà con đã có một vụ mùa trúng đậm rồi, và giá mít còn cao hơn nữa bởi mít hiện nay đã cạn. Phân loại mít. Mít Thái Lan được phân loại như sau: mít nhất 9kg trở lên, kem nhì 7kg trở lên, kem 3 4kg trở lên. Đây là tình hình phân loại mít ở khu vực miền Tây, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, An Giang được phân loại mít như trên. Mẫu mã và cân nặng của trái mít cũng ảnh hưởng nhiều đến giá cả mà thương lái thu mua của cô chú, các anh chị và các bạn. Giá mít ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, mít kem lớn 34.000 đồng một ký, kem nhì 24.000 đồng một ký, mít kem 3 14.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang có giá 5-6.000 đồng một ký. Giá mít hôm nay đã tăng hơn so với những ngày trước. Với tình hình này, giá mít còn có khả năng tăng nhiều hơn nữa. Tiếp theo là khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang. Mít kem lớn 35.000 đồng một ký, kem nhì 25.000 đồng một ký, mít kem 3 15.000 đồng một ký, mít chợ có giá 5-6.000 đồng một ký. Giá mít ở khu vực Tiền Giang luôn luôn cao hơn so với những khu vực khác, do khu vực Tiền Giang gần nhiều vựa lớn nên giá mít cao hơn. Khu vực Tiền Giang, mít kem lớn 36.000 đồng một ký, kem nhì 26.000 đồng một ký, mít kem 3 16.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực Tiền Giang có giá 6.000 đồng một ký. Khu vực Tiền Giang gần những trục lộ chính nên giá mít dễ vận chuyển lưu thông hơn so với những khu vực khác. Miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, mít kem lớn 27.000 đồng một ký, kem nhì 17.000 đồng một ký, kem 3 9.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu có giá 4.000 đồng một ký. Giá mít ở khu vực Tây Nguyên giá lúc nào cũng thấp hơn so với những khu vực khác, do ở xa những vựa lớn, xa những tuyến đường chính để vận chuyển nên khu vực Tây Nguyên giá cả thấp hơn những khu vực khác. Khu vực Tây Nguyên, mít kem lớn 26.000 đồng một ký, kem nhì 16.000 đồng một ký, kem 3 8.000 đồng một ký. Giá mít chợ ở khu vực Tây Nguyên có giá 3.000 đồng một ký. Giá mít này là giá mà thương lái thu mua tại vườn của cô chú, các anh chị, nên giá có chênh lệch khác nhau bởi vườn xa hay gần những trục lộ chính. Giá mít cô chú, anh chị và các bạn có cao hay thấp, chênh lệch khác nhau cũng do mẫu mã và chất lượng của mít cô chú, các anh chị và các bạn, và chủng loại khác nhau. Mẫu mã là vấn đề vô cùng quan trọng, bởi mẫu mã đẹp, trái to tròn, giá sẽ cao hơn. Đó là những vấn đề cô chú, các anh chị và các bạn canh tác mít cần lưu ý. Giá mít hiện nay đã tăng hơn so với thời gian trước, do mít đang thu hoạch đã gần hết, cũng như diện tích mít còn rất ít. Giá cả phụ thuộc vườn mít của cô chú, các anh chị và các bạn đóng vai trò rất quan trọng, bởi vườn mít của cô chú, các anh chị và các bạn xa hay gần những trục lộ chính, xa hay gần những chợ lớn, những vựa mít lớn có giá trị rất khác nhau. Tiếp theo, Giải trí miền Tây xin chia sẻ về giá mít Indo ruột đỏ. Tiếp theo là giá mít Indo ruột đỏ hôm nay tăng và giá rất cao. Loại nhất 8kg trở lên giá 47-48.000 đồng một ký. Mít loại nhì 6-8kg giá 37-38.000 đồng một ký. Mít loại 3 có giá 27-28.000 đồng một ký. Và mít chợ có giá 15-30.000
đến 16.000 đồng một ký. Giá mít Indo ruột đỏ đang có đà tăng so với những ngày trước, bởi ở vườn đã cạn và trái đến lứa đã hết. Đó là vấn đề mà mít hôm nay tăng lại và có giá cao hơn so với những ngày trước. Cũng giống như mít Thái, mít Indo ruột đỏ diện tích cũng đã bị thu hẹp lại. Tình hình xuất khẩu hiện nay đang tăng, chính vì thế giá mít Indo ruột đỏ hiện nay cũng tăng trở lại. Chính vì thế giá cả của mít Indo ruột đỏ có thể tăng cao và còn tăng nhiều hơn nữa. Giải trí miền Tây xin nhắc lại, giá mít Indo ruột đỏ hôm nay loại nhất 8kg trở lên giá 47-48.000 đồng một ký. Loại 2 6-8kg giá 37-38.000 đồng một ký. Loại 3 27-28.000 đồng một ký. Mít Indo ruột đỏ, mít chợ có giá 15-16.000 đồng một ký. Giải trí miền Tây mong tình hình giá mít sẽ cao hơn và còn cao hơn nữa, trở lại đỉnh điểm 95.000 một ký, 100.000 một ký và 115.000 một ký, để bà con có được thu nhập tốt hơn, có được lợi nhuận hơn trong việc canh tác vườn mít của mình. Đây là tình hình giá mít Indo ruột đỏ và giá mít Thái Lan ngày hôm nay. Giải trí miền Tây còn cập nhật nhiều thông tin ở trang chính. Cô chú các anh chị và các bạn muốn tìm hiểu về giá cả, về thị trường, về giải trí, hãy vào trang chính của Giải trí miền Tây và tìm những video thích hợp để theo dõi. Xin chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu xem hết video này. Nếu cảm thấy ý nghĩa, đừng quên để lại một lượt đăng ký, một lượt like, chia sẻ về trang cá nhân để nhiều người theo dõi. Và bấm vào cây chuông để cô chú các anh chị và các bạn nhận được video sớm nhất của Giải trí miền Tây. Xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.